Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã tổ chức bàn giao 8 đơn vị tự vệ khối doanh nghiệp cho Ban Chỉ huy quân sự các quận trực tiếp quản lý. Theo quyết định, 8 đơn vị tự vệ gồm Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng, Viễn thông Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng bàn giao cho Ban Chỉ huy quân sự quận Hải Châu, Công ty Đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng giao cho Ban Chỉ huy quân sự quận Thanh Khê, Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ giao cho Ban Chỉ huy quân sự quận Cẩm Lệ, Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng giao cho Ban Chỉ huy quân sự quận Liên Chiểu. Sau khi bàn giao, các đơn vị tự vệ sẽ được Ban Chỉ huy quân sự quận trực tiếp quản lý, điều hành nhiệm vụ xây dựng lực lượng tự vệ, tổ chức huấn luyện, làm công tác dân vận và các nhiệm vụ khác của lực lượng.